Hello cô, hôm nay hai đứa mình đi đâu? Hôm nay hai vợ chồng đi vòng biển. À, đi đâu? Đi đang nhà Bác Tràng. Bác Tràng. Bác Tràng trông trò. Bác Tràng mình tìm cái đền đó. Hôm nay mình với cả Karako trốn đưa đi uống bia mình ạ. Vì là đi uống bia nên là không đi được xe ô tô, nên bắt buộc hai đứa phải đi xe buýt. Bác sử đây. Bác sử đến. Ui, hai đứa chạy lâu. Lâu không vận động gì cả. Window不足. Để tổng. 何年ぶり からじゃん? 2人でデートみたいな。結構久々。全然。もう覚えてね、日本ではね。あ、OK、Let's go。じゃあバス出るの。ああ。すぐやね。すぐ降りたいね。5分。近い。いや、5分じゃない。あ、10分やった。うん。Hai đứa đi xe buýt. Nhà rất là gần. Đáng nghe là đi hai đứa có thể đi bộ ra quán được luôn đấy mọi người ạ. À, bây giờ mình và Kanako đặt quán lúc 9 giờ rồi. À, bây giờ đến quán. 久しぶり. たまに1ヶ月2ヶ月に1回ぐらい飲みに行ったりするんですけど、凛ちゃんと2人でっていうのは本当にないよ。全然ないよね。ベトナムの時に ちょっとね、行ってたんやけど、うん、でも今日は本当に日本で車もなしでお酒両方飲めるってことで楽しみです。ちなみに帰りどうする？歩いて帰る？いやさすがに今日コンサイコンバイやね。コンサイコンバイ。ウコン飲もう。ウコン。Bây giờ mình sẽ vào Komini để mua ウコン nha mọi người.Mua cái chai nghệ. Ở Nhật nó có cái chai nước thì nước nghệ. Trước khi uống rượu mình uống bia vào, uống cái chai ấy vào thì sẽ nó không bị đau đầu, mình nó không, nó sẽ làm tăng tiểu lượng của mình lên đấy. Nên là mình với Kanako sẽ vào đấy và con mình mua đây. Và family mắt này cũng được. Kana-chan muốn nôm ứ? Ừ, một chút. Kê chú vấn đề. Nè, nôm ăn từ Adam hay tay. Hôm nay hai đứa sẽ phải uống nhiều ấy. Uống nhiều lắm. Em phải uống nhiều lắm. Ok. Đây vào đây mua chai một chai ưu con nhá. Đây. Super cả. Đây chai nước nghệ. Cái này để ý không? Cái này để ý không? Ủa một chai em sao em mua super? Super đi. Này. À, sư đi. Linh chẳng super sư. À, đây dùng. Tôi thấy 100 em một chiếc. Đó.乾杯しよう。あ、乾杯しよう。じゃ、もう、はいば、ぞ、はいば、ぞ、はいば。Uống cái này nó rất là dễ uống. Mọi người ai mà uống bia uống rượu thì uống cái này vào nhé. Nó mía sư nhỉ? Một, hai, ba, ぞ, hai, ba, ぞ, hai, ba, uống. Uống hết. Uống hết chưa?Rồi. Uống hết rồi. À. Kanako, Kanako dạo này giỏi tiếng Việt nhỉ? Ui, ここもいいね. Nè, すごい. すごいね. なんか新しい. スカスカやね. いや、お店閉まるんじゃない? あ、閉まる? 誰もおらんすぎるやから. Trong quán này đẹp nhỉ? 個室, 半個室. Ừ. Đây mình với cả Kanako thì uống ở quán Yokatai. Em chưa đi quán này bao giờ? まだ行ったことない. À.りんちゃんは見たことない。楽しみですね。なかなか僕は笑いやもんね。マジ?え、マリ?あ、もういいね。何しよっかな。うわ、まだある。飲み物多い。多いね。多いですね。Khi mà mình mọi người uống đi ở quán Nhật đấy thì nó sẽ mang ra một cái ô tô xin như này, đồ rau như cả đồ ăn của quán trước, xong bắt đầu là mọi người phải uống gọi bia trước, xong mới được gọi món. Dạ, umeshu ni shio, kanzuku ni goi. Chào, watashi mo umeshu ni shio. Nazi de ii? Ờ. Rượu mơ. Một, hai, ba, rượu, hai, ba.Rồi, hai, ba, đúng không?
どっちでもいい。好きな方選んでいいよ。いいよ。かなちゃんそっち好きそうやけ。え、じゃあマーマや。こっちはちょっとすっきり。すっきり。こっちはちょっと甘め。ちょっと甘めかな。うん、2人で1万円行くまで帰れませんさすがに一番余裕に行くやろ行くかな。ちょっとしか頼めないのにもう6000行ったかカラコベシュシュロムロムロイロムボアロムボアエダマメ。Hầu như mình thấy các quán nhậu ở bên Nhật mà kiểu như thế này ấy, đồ ăn giống nhau lắm mọi người ạ. 1, 2, 3, dở 2, 3, dở 2, 3, dở 2, 3. Đây là bắp cải sống nha mọi người. Ở Việt Nam không ăn hay ăn bắp cải sống nhỉ? Ở Nhật rất thích ăn bắp cải sống nha. Ngon không? Ngon, uống rượu hay ngon. Mặn. Mặn. Ôi xí à đó. Cari cari. Không say không bẻ. Xin chào, say không? Không sai. Hai. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em say chưa? Chưa say. Thế thì không về nhá. Nên một đêm mới. Hôm nay không về. Hôm nay đi karaoke đi. Karaoke. Karaoke có. À, đi ta biết rồi. Buồn ngủ. Buồn. Buồn. Ngủ. À. Jin-chan là tè cây. Bà cây à? Chút tò bà cà rửa nà. Trực tiếp mì tà là kết quả bà cây. Dạ, khai lý mà sô ká. Tà nô sát tà nè. ごちそうさまでした。はい、お会計はいくらになりましたか？8000円ぐらい。あー、すごいね。全部休憩ですよね。帰りは姉と1万いかんかったね。いかんかったね、残念。かなこへ、かなこ、em say chưa？Không say. Chưa say. Chưa say. Chưa say á? Ừ. Thế uống nữa
uống để say rồi về nhá. Say, say rồi. Anh chưa say. Yeah, yeah, yeah. Anh say rồi. Anh chưa say. Chưa chả. Anh vẫn tỉnh lắm. Không chưa. Hả? Không chưa, chưa thì này. Không phải. Không phải chưa. Không say chưa. Không phải chưa. Anh vẫn chưa say. Hai đứa mình đi karaoke đi. Anh chưa say thật mà. じゃあ今から帰ります。帰ります。おじいちゃんおばあちゃんなんで。Bây giờ mình mới cả Karako về nha mọi người. Lâu lắm rồi mà hai đứa mới có một buổi đi uống đi date với nhau. 久しぶりにデートね。Từ lúc có đứa bạn, hai đứa không hề đi uống riêng với nhau lần nào cả. Có mỗi lần về Việt Nam thì có mẹ trông cho. May mà hai đứa vẫn kịp xe buýt nhỉ. Lượt đi cũng ghi đi mà lượt về cũng ghi đi. Nani. Iki mo ghi đi atta shi, kaeri mo ghi đi atta. Ne. Demo mani atta yo. Mani atta ya ne. Donki yoro. Donki yoran yo. Nani? Mà Donki mua gì? Em mua gì? Deto. Không. Donki deto. Thôi, về lạnh lắm. Yankee mi tai. Yankee mi tai. Chotto Donki bura bura shio. So. Mo ii yo. Ii itsumo yukkuri suru jikan nai ken tama ni. Mo, mata Donki ka. Lại vào Donki. Don don don. Don don don. Ki ki ki. Ở Nhật ấy, những cái cặp đôi mà yêu nhau ấy thường hay đi Donki vào buổi tối lắm mọi người ạ. Vào ban đêm ấy. Hay vào đây date. Đi date ở Donki. Đi nhanh. Hai Donki nha. Karako nghiện. Nghiện Donki. Sợ. Đúng không? Donki thật là xịn. Chà, chút tờ bura bura shite kaero ka ne. Đấy, 12 giờ rồi lại rủ nhau vào trong. Đấy, em có một thứ này luôn. Nên đã căn là hít dưỡng nào mà nó ít bát tà nè. Hà bê rách tộc. Mùa 12 giờ nào tà yếu. Mẹ cháu xôi. Nên cả Linh chẳng kêu ni ramen thà bê tay tộc ý đá xe. Đều mô đô có mô ai tê này. Ramen yếu sáng sá gá xe tà kê đô. Ai tê nà cắt tà nô đê. Giàn nên đê xe tà. Mô cài đi mà. Thôi. Mình bây giờ thèm mì thật luôn đấy. Mì ramen của Nhật. まあ今度たまにはこういう時間もいいよね。夫婦の時間って感じね。ね。カップル。カップル思い出した。思い出した。忘れとったね。忘れたね。今日楽しい。かなちゃんありがとう。ゆうちゃんもありがとう。いやまずお姉さんありがとう。毎週見てくれたらいいね。いや毎週はちょっと大変と思うよ。じゃあ帰ります。バイバイ。じゃあ皆さんおやすみなさいね。おやすみね。